Đại diện vụ giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2024 sẽ ổn định như năm 2023. Dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra trong khoảng thời gian từ 20 đến 30 tháng 6. Tháng 4 năm 2024, thí sinh bắt đầu đăng ký các tổ hợp dự thi tốt nghiệp. Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường phải công bố thông tin tuyển sinh trên website của nhà trường, đồng thời phải xây dựng quy chế tuyển sinh riêng Cụ thể hóa quy chế của Bộ đối với tất cả hình thức đào tạo của trường. Về tuyển sinh, các cơ sở đào tạo hiện nay sử dụng rất nhiều phương thức, hình thức khác nhau theo quy định của luật giáo dục đại học. Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh trên website của các trường về tiêu chí, điều kiện, quy trình, hình thức xét tuyển để tận dụng được tất cả các cơ hội xét tuyển sớm. Đợt 1, thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển ngay sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Thí sinh đăng ký xét tuyển từ tháng 7 năm 2024 Dự kiến là 20 ngày, thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng. Số nguyện vọng xét tuyển phải sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng đầu tiên là nguyện vọng cao nhất. Đăng ký xét tuyển đại học 2024 được thực hiện trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cổng dịch vụ công quốc gia. Thí sinh đăng ký bằng tài khoản mật khẩu đã được cấp khi đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đối với xét tuyển bổ sung dự kiến thực hiện trong tháng 9 năm 2024. Xét tuyển bổ sung thí sinh chỉ được đăng ký vào những trường còn chỉ tiêu